Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với Kitty Food Stories. Hôm nay Kitty xin chia sẻ với các bạn những mặt hàng mới lạ, rất là độc mà rất là ngon luôn. Mới về, mình rất là vui và gọi là excited đó, khi mà mình biết là mình lấy được những mặt hàng ngon và gọi là số 1, hàng loại nhất luôn. Và trong đó là có những món mà mình thấy là không thể nào đợi chờ được nữa, cho nên là mình chia sẻ với các bạn hôm nay các bạn ơi. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là promotion cho kỳ này, đó là gì? Mua trên 100 đô sẽ được tặng một cái túi bánh nếp như thế này. Cái túi bánh tráng nếp này mình chỉ cần bỏ vô trong lò vi sóng mà thôi, rồi bỏ kẹo mạch nha lên ăn á, trời ơi ghiền lắm, ăn này nhớ tuổi thơ lắm. Hay là mình nấu xôi xong rồi mình kẹp nó vô ăn cũng rất là ngon luôn. Một cái túi này là 10 đô nhưng mà mua trên 100 đô thì sẽ được tặng cái túi này nha các bạn. Kitty sẽ để cái số phone của tiệm tạp hóa 7 Bô Sa ở trên màn hình. Có hai số phone, một là 714-617-4899 và cái số phone thứ nhì các bạn có thể gọi vào hay là nhắn tin. Và số phone của Yến luôn mình cũng sẽ để trên màn hình cho bạn nào ở giống như là ở bên Canada đó, muốn đặt những mặt hàng này. Lúc đầu là KG không có ship qua Canada, nhưng mà hôm nay em Yến giúp KG, thì bạn nào muốn order thì gọi qua em Yến, thì em Yến sẽ giúp cho các bạn ship qua bên Canada nha. Mặt hàng thứ nhất mà mình muốn chia sẻ đó là gì? Đó là xá sùng. Đây là xá sùng các bạn ơi. Và tại sao mình nói như vậy? Bởi vì cái này mình đợi rất là lâu rồi, một năm trời rồi mới có hàng để mà mình chia sẻ với các bạn đây. Món xá sùng là ai cũng biết rồi phải không ạ? Khi mà mình mua về, mình nấu thay cho bột ngọt. Ví dụ mình không dùng bột ngọt thì mình dùng xá sùng. Thì xá sùng này là mình nấu phở. Ví dụ mình nấu phở mình không dùng bột ngọt thì mình dùng nó. Thì ở trong túi xá sùng này là 100g. 100g này mình nấu được 5 nồi phở. Một nồi phở là 5 lít. Cho nên là mỗi một nồi phở là mình dùng 20g. Thì 100g đó là 40 đô nha các bạn. Có nhiều bạn sẽ không biết xá sùng nó nhìn như thế nào. Và xá sùng là gì? Xá sùng là một loại sinh vật biển thuộc hàng quý hiếm. Các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm được nhiều thành phần dinh dưỡng tốt có trong xá sùng. Thì người ta mới dùng xá sùng này để thay thế cho bột ngọt. Bởi vì nó tạo ra một cái vị ngọt cho nước phở hay là canh hủ tiếu rất là ngon, mà nó ngọt tự nhiên đó các bạn. Chính vì thế mà cái nước phở khi mà bạn nấu ra với xá sùng thì nó có cái vị ngọt tự nhiên, mà nó làm cho cái món ăn càng thêm hấp dẫn hơn. Thì có gia đình đó, người ta dùng để mà nấu cháo xá sùng cho trẻ em hay người mẹ mà đang cho con bú dùng cháo xá sùng đó, thì cái cách nó có nhiều chất bổ dưỡng. Cung cấp chất bổ dưỡng tự nhiên cho cơ thể. Thì trẻ em thì mau lớn cứng cáp khỏe mạnh nè, còn mẹ thì có nguồn sữa dinh dưỡng cho con. Nói chung là xá sùng này rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, và khi thì cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn nha. Khi mình mua mình để ý ở phía trong ruột của con xá sùng nó có bị cát hay không. Cái này là hoàn toàn không có bị cát nha các bạn. Mua về mình rang lên cho nó thơm rồi mình nấu phở thôi. Muốn có nhiều bạn không có biết cách làm á, thì sẽ quay phim và chia sẻ cái cách nấu phở xá sùng đuôi bò như thế nào. Đó, và mặt hàng này thì tụi Kitty cũng không có nhiều, nó không có đem qua được nhiều các bạn, cho nên là số lượng cũng có hạn. Bạn nào mà thích xá sùng thì có thể thử nha. Mình phải nói là vui lắm khi mà biết cái vụ xá sùng này qua được, là mình vui dễ sợ luôn. Các bạn ơi, nói tới xá sùng mà quên cái phở là không được. Tại sao? Tại vì cái xá sùng đó là mình vừa nấu nước lèo cho phở nè, cho hủ tiếu, cho mì nè, hay là nấu cháo nè, rất là nhiều bổ dưỡng. Nhưng mà khi mà nấu phở là đừng có quên cái này. Tại sao? Cái này là bà bán phở đã rang sẵn cho các bạn hết rồi. Trong cái túi phở này có tới 6 bịch, 6 túi phở luôn. Thì cái 6 túi phở đó, một túi phở mình nấu được 5 lít phở. Tức là cái bịch như thế này nè, mình nấu được tới 6 nồi phở luôn. Mỗi nồi là 5 lít. Đó, mà rang sẵn hết là rất là khỏe. Chỉ cho vào cái nồi phở khi chưa có chia sẻ rồi, cho vào cái nồi phở mình nấu ra nó thơm phức các bạn ơi. Bạn nào mà ăn cái này nào rồi đó, là không bao giờ mua ở ngoài nữa. Tại sao biết không? Từng cánh hoa hồi ở trong đây, bạn sẽ nhìn ra là cái hoa hồi nó khác biệt với lại cái hoa hồi bạn mua ở ngoài nó như thế nào. Và cái thảo quả đó bạn nhìn nó sẽ khác hoàn toàn với ở ngoài. Ở ngoài mình mua về, thật sự mình mua về nó nhìn như cái hạt đời ươi vậy đó các bạn, chứ nó không có bung nở giống như là cái hạt ở trong đây. Cái thảo quả đó, thảo quả mua về ha, mình phải rang cho tới khoảng 1 tiếng 20 phút mới thành ra thành phẩm.
Nhưng mà nếu mà bạn không có thời gian đứng đó rang, trời ơi, mỗi lần nấu nồi phở mà đứng rang một một tiếng 20 phút để cho nó ra hết hương vị thì không có ai có thời gian. Thì bà bán phở đã làm sẵn cho các bạn rồi, chỉ cần bỏ vô nồi nước lèo mà thôi. Khi chia sẻ cái cách mà mình nấu cái nồi phở có xá sùng và đuôi bò, các bạn nhớ đón xem nha, ăn rất là ghiền luôn đó. À, các bạn đừng quên nha, xá sùng Katie đã nhắc rồi là không có số lượng nhiều, cho nên là bạn nào thích thì mua nha. Còn đây là mắm Thái đu đủ tôm chua, cũng vậy luôn, người ta đã bỏ nêm nếm gia vị cho các bạn hết rồi, mua về chỉ là ăn thôi, nửa ký 18 đô. Đây là mắm cá linh, wow, ai mà biết mắm cá linh đó các bạn, mua về nấu với lại làm bún mắm hay là lẩu mắm khi chị có chia sẻ rồi đó, trời ơi nó ngon vô cùng luôn, ngon cực kỳ. Khi chị sẽ chia sẻ cái cách nấu lẩu mắm như thế nào, mắm cá sặc và mắm cá linh, nhưng mà cái hũ này á, là người ta đã xay sẵn cho các bạn rồi, 18 đô. Còn bạn không muốn người ta xay sẵn á, mình có thể mua cái loại mà còn còn nguyên con nè, ví dụ là cái này nè, đó là còn nguyên con luôn, trong đây là 18 đô nửa ký, tất cả ở đây là nửa ký nha các bạn. Đây là mắm cá lóc, mắm cá lóc á, thì nó mắc hơn chút xíu, nửa ký là 20 đô. Các bạn thông cảm dùm cho Katie nha, những cái mặt hàng này là giống như Katie nói là hạng nhất, loại nhất, nó ngon lắm các bạn ơi, và nó sẽ không giống những gì các bạn mua ở ngoài chợ đó. Thì cái này là không có bỏ dầu gì vô trong đây nha các bạn. Thường thường người ta hay bỏ dầu vô thì để cho nó lâu á, nhưng mà ở đây là người ta không có bỏ dầu mà ăn ngon lắm. Cái này là bạn nào mà đã xem qua video Katie chia sẻ mắm cá lóc chưng á, ôi ôi chưng với là thịt á, ăn với là dưa leo là nhức nhĩ luôn á. Còn đây là mắm cá giò, bạn nào mà ăn mắm cá giò lỡ ăn rồi là sẽ bị ghiền luôn. Mắm cá giò này cũng nửa ký luôn mà 15 đô. Bạn nào mà ghiền ăn ba khía thì đây, ba khía, mắm ba khía cũng nửa ký luôn, chỉ có 18 đô. Cái này là người ta cũng nêm nếm cho các bạn rồi, cái này hàng hiếm nha các bạn. Tất cả những mặt hàng của tụi Katie chia sẻ rồi đó là mình đem qua mỗi tuần, nên là nếu mà bạn bạn gọi vô mà lỡ mà nó hết hàng á, không có sao, đừng có lo, tuần sau qua Katie ship. Cái này gọi là pre-order dùm cho Katie nha, không có thể nào lấy một số lượng quá nhiều rồi để dành bán từ từ để tồn kho, Katie không có làm như vậy, tại vì tất cả mặt hàng này mình muốn bán là bán tươi á các bạn. Đây là mắm dưa gang, bạn nào mà thích mắm dưa gang là ăn là cũng ghiền luôn, cái miếng dưa gang hả, nó trong veo luôn các bạn ơi. Một loại khác nữa rất là nổi tiếng của dì Cẩn đó là mắm rút dì Cẩn. Cái loại này thì sẽ mắc hơn, loại này là nửa ký cho 17 đô. Mắm ghẹ sữa này là 18 đô. Người ta cũng nêm nếm hết gia vị tỏi, ớt rồi cho các bạn rồi. Mắm dưa này cũng nửa ký là 15 đô. Mắm nêm các bạn ơi, mắm nêm dì Cẩn các bạn ơi, nguyên cái hộ chai này có 15 đô thôi mà nó ngon cực kỳ. Sau khi mình nói về mắm rồi á, mình nói tới khô. Các bạn ơi, đây là khô mực một nắng, các bạn có bao giờ nghe khô mực một nắng chưa? Ai mà ăn này rồi là ghiền lắm. Cái này là một tiệm đang có promotion nè, đang có sale nè, giảm giá, tức là thường thường cái này là một pound là 30 đô, nhưng mà hiện tại á, là chỉ có 25 đô thôi một pound như thế này. Cái này mình ship xuyên bang được, 50 tiểu bang mình ship được, thì mình đi gọi là priority khoảng 2-3 ngày là tới nha. Thì một pound như thế này 25 đô. Còn đây là khô mực. Khô mực á, thì cái giá của nó một pound là 40 đô. Trời ơi, khô mực với lại tất cả mặt hàng của Katie chia sẻ hôm nay là loại nhất hết nha các bạn. Các bạn ăn rồi các bạn sẽ ghiền luôn đó. Và cái này là 40 đô là một pound, nhưng mà bạn nếu mà bạn mua ký á, thì một ký là 88 đô. Loại này ăn thơm ngon lắm các bạn ơi. Cái này thì Katie ship được là ship 2-3 ngày tới. Nhưng những mặt hàng khô một nắng thì lại làm không được, là tại vì biết sao không, mùa này á, cho dù mình mua cái dạng là overnight á các bạn, nhưng mà không hiểu sao đôi lúc cũng sẽ bị kẹt lại, mình trả tiền overnight nhưng mà nó không tới overnight, cho nên tụi Katie không có muốn ship cái này. Bạn nào mà ở gần á ra mua, cái này là cá sặc có trứng ở trong đây luôn, hồi ôi chiên lên ăn ghiền luôn các bạn ơi. 25 đô cho nửa ký nè, các bạn thấy không, 25 đô cho nửa ký nè, ngon quá chừng luôn nè. Cái này không có ship được nha các bạn. Và cái này cũng không ship được luôn, tại vì cái này phải ship overnight.
tụi Thi Thi cũng không muốn làm, tại làm mất công là cái nhiệm vụ nó đôi lúc nó bị trục trặc á, thì tiệm tiệm nhỏ mà các bạn bồi thường cái này cái giá cao lắm, cái này lời không có bao nhiêu hết, nhưng mà muốn chia sẻ giống như cái mắm cái khô cá lóc này đi, trời ơi, cái chiên chiên lên ăn ghiền luôn các bà ơi. Nó có một nắng thôi, phơi một nắng, trời ơi, ăn nó không có quá mặn, ăn ngon vô cùng luôn. Đây cái này là khô cá lóc cũng nửa ký 25 đô, nhìn tươi rói ngon dễ sợ luôn nè. Đó, còn đây là khô cá dứa một nắng rất là thơm ngon luôn, ăn á, nó vừa ăn mà nó không quá mặn các bạn, ăn nó ngon vô cùng. Cái này khi chi cũng không có ship xa được, cái này là phải ship overnight cho nên là không ship xa được, hiện tại chỉ bán ở tiệm mà thôi, cho nên các bạn nào cần á, thì ghé tiệm nha, ghé tiệm tạp hóa Bảy Bô Sa hay gọi trước, các bạn nhớ gọi vào trước xem còn hay không, hay là mình có thể pre order ha. Có một điều các bạn nên lưu ý là khi mà gọi vào, tại vì ở trong tiệm chỉ có hai người trả lời phone thôi, cho nên là khi gọi vào mà tiệm trả lời không kịp á, các bạn giúp dùm Kichi đó là nhắn tin. Nhắn tin như thế nào là giống như vậy nè, mình nhắn vô mình nói mình tên gì, địa chỉ để mà ship đồ qua đó, rồi số lượng mà các bạn muốn đặt hàng là gì, nhân viên sẽ gọi lại với các bạn, gọi lại và cho các bạn biết là tổng cộng bao nhiêu. Cái tiếp mặt hàng mới lạ mà Kichi muốn chia sẻ đó là mà Kichi rất là ghiền, đó là muối tiêu rang. Ngon siêu hạng luôn, gọi là gia truyền luôn của thuần Việt. Thì ở bên Việt Nam á, là bán giá là 4 đô một hũ như thế này. Khi mà ship qua bên đây với lại tiền ship á, thì tụi KT bán ở trong tiệm là 8 đô mà ăn ghiền lắm, tới 200 gram nha các bạn. Phải nói mình ngồi mình ăn á các bạn, mình ăn không luôn. Tại vì nó ngon quá, mình ăn không như vậy. Đó. Trời ơi, ngồi ăn không không chừng hết gần nửa hũ luôn nha. Bạn nào mà thích ăn giống như là ăn cơm rắc lên cũng ngon nè, chấm với lại cất nè, xoài nè, ổi nè, trời ơi, ăn ghiền lắm các bạn ơi. 8 đô cho một hũ 200 g, quá rẻ luôn. Kế tiếp là những cái gia vị cho Katie chia sẻ lại là biết tại sao không? Có nhiều bạn mới vào kênh Katie không có biết về những cái nguyên liệu gia vị này, cho nên Katie chia sẻ lại. Đó là gì? Gia vị heo quay. Đó, gia vị heo quay này rất là nổi tiếng luôn, với lại gia vị chẩm chéo. Mới hết hàng cũng khoảng mấy tháng chờ mới có lại đó các bạn. Thì gia vị heo quay này một hũ như thế này chỉ có 10 đô, nhưng mà các bạn ơi, các bạn biết gì không, làm hơn 10 cái miếng heo quay luôn, mỗi miếng là 3 pound mà 1 pound là 450 gram. Chẳng những làm heo quay mà làm được tôm rang muối nè. Các bạn nào đã xem cái video Katie chia sẻ về tôm rang muối chưa, mới chia sẻ mấy ngày trước, mực rang muối, cua rang muối, chim cút quay, nói chung là làm được rất là nhiều món luôn. Gọi là cái gia vị này là rất là ngon. Và cái gia vị thứ hai là chẩm chéo, cái này gọi là cái gia vị mà thần thánh lắm, khi thì có chia sẻ là nên thử một lần trong đời. Thí dụ mình, người ta nói là có 7 kỳ quan trên thế giới đi, thì mình nên đi đến những 7 kỳ quan trên thế giới, thì chẩm gia vị chẩm chéo đối với khi thì là nên thử một lần trong đời, bởi vì nó quá ngon, nó ngon xuất sắc. Mắc khén tức là cái gia vị tiêu rừng á và hạt dổi. Ít có ai làm mà có hạt dổi mà gọi là hạt dổi rừng mà 30 năm, cái cây hạt dổi 30 năm lắm. Nhưng mà Katie sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cái loại hạng nhất, loại một để mà làm, để mà chia sẻ với các bạn. Hai cái nguyên liệu này là made in USA, là Katie tự ra tay làm luôn á các bạn. Cho nên là bán rất là đắt. Mình vừa nè, ăn cơm rắc lên thôi nè, ăn trái cây nè, mình hấp gà, mình luộc hải sản, mình hấp hải sản, mình chấm ăn, mình nặn miếng chanh vô thôi là ăn ghiền lắm. Cổng thôi mình thoa nó lên thịt heo, thịt gà, thịt bò, hải sản rồi mình nướng. Bạn nào đã xem cái nguyên liệu mình chia sẻ cái video nói về chẩm chéo mà mình làm ra nguyên một cái cuộn như thế này nè. Đó, giống như trên màn hình mình chia sẻ các bạn nè. Ăn ghiền luôn á các bạn ơi, có bạn nào làm chưa? Có nhiều bạn chia sẻ mà Katie xin lỗi là không có chụp lại cái màn hình. Bạn nào mà được thì chụp lại giùm cho Katie. Trời ơi, ăn là ghiền luôn. Phải nói là xuất sắc, mới hết hàng cũng khoảng được 3 tháng sau này mới mới có lại đây thôi. Cho nên là Katie muốn giới thiệu với các bạn. Bạn nào mà chưa biết thì có thể mua ăn thử nha. Gia vị chẩm chéo là 20 đô nha các bạn. Một hũ như thế này là 20 đô. Các bạn biết rồi, mắc khén rất là đắt tiền luôn, và hạt dổi. Hạt dổi bán là người ta tính từng hạt chứ người ta không có cân đâu nha các bạn. Nhưng mà tiệm Katie là cân, cân cho các bạn là hạt dổi bao nhiêu gram, mà hiện tại là không còn hàng hạt dổi luôn. Khi nào có qua thì khoảng chừng 2 tuần nữa qua thì Katie sẽ chia sẻ lại hạt dổi nè. Mắc khén cũng cũng vậy luôn, mắc khén rất là đắt tiền.
kế tiếp mà Kitty muốn chia sẻ đó là nấm hương rừng. Nấm hương rừng đó là sống thiên nhiên ở trên rừng các bạn, không có hóa chất gì luôn. Mà 200g này mình đem về, mình đừng có làm hết nguyên cái bịch, tại vì nó nhiều lắm, nó nở ra nhiều lắm. Mình làm một phần thôi, 1/3 thôi, rồi nó ngâm ra nó nở, mình nấu lên như là đồ chay kho nè, kho chay nè, rồi những cái súp chay, phở chay, hay là mình nấu bún măng vịt, miếng măng gà rồi đó, là mình cho vào ăn ghiền luôn, rất là ngọt luôn nha. 200g mà phải nói là được nấu ra rất là nhiều luôn, mà có 12 đô thôi. Cái tiếp theo chị muốn chia sẻ đó là gì? Đó là cái bánh phở. Bánh phở này là phở gạo 100% nha. Một túi như thế này nấu ăn được 4 người là mà có 4 đô mà thôi, không có chất bảo quản gì, 100% là bột gạo, rất là ngon luôn. Rồi bạn nào muốn thử, mấy bữa trước Katie có giới thiệu cái này nè. Đó, cái loại bánh phở gấc nè các bạn ơi. Loại này ăn ngon lắm mà gấc thiệt 100%, không có dùng hóa chất tạo màu gì luôn. Ê nè, các bạn thấy cái màu gấc đẹp dễ sợ chưa? Nhìn nó ngon dễ sợ luôn. Mà các bạn nào xem cái video Katie chia sẻ nước sốt làm hủ tiếu khô chưa? Hay là bánh phở khô á, hay là ăn bún khô, miếng khô trộn vô bằng cái nước sốt đó đó, là lúc đó là khi chị dùng cái bánh phở này nè, ngon lắm, dai, cái độ dai của nó ăn ghiền lắm các bạn. Mà có 5 đô mà thôi, mình biết là trong đây không có hóa chất gì hết, ăn nó an tâm hơn. Kế đến đó là rong nho. Một thời gian khi chị đứt hàng rong nho cũng lâu lắm rồi mới có lại, thì các bạn sẽ hiểu lầm về cái hiệu rong nho mà khi chị chia sẻ. Từ nào giờ khi chị chỉ chia sẻ cái hiệu rong nho này Okinawa, và cái hộp phải y chang như vậy nha. Thì cái hộp này nó sẽ có 12 gói, mỗi gói là 20g. Đó, thì trong đây mỗi gói như thế, mà nói thật nha, mỗi lần Katie ăn ít nhất là 5 bịch như thế. Ngâm ra rồi chấm với lại sốt mè rang. Trong đây cũng có một sốt mè rang trong đây tặng free ở trong đây. Nhưng mà nếu bạn muốn mua thêm thì đây, 10 cái túi sốt mè rang như thế này chỉ có 5 đô mà thôi. Cái sốt mè rang này mà ship air các bạn nó nặng vô cùng, nhưng mà chấp nhận các bạn mua để mà bán chung với lại rong nho, chứ là cái số đó là bán không có lời, bán chung với rong nho để cho các bạn nào muốn ăn thì có thêm nước sốt để mà ăn, rất là ngon luôn. Cái thành phẩm này Katie chọn là tại sao? Bởi vì cái này sản xuất qua Nhật luôn, chứ không phải là cho Mỹ không, mà qua Nhật luôn. Bên Nhật người ta yêu chuộng cái loại này lắm, cho nên là Katie chia sẻ sẽ có bạn hiểu lầm, cũng sẽ có một cái hiệu khác ở trong tiệm cũng có bán, là tại vì có một thời gian đứt hàng cho nên là bán luôn cái hiệu đó. Thì cái hiệu đó là công ty muốn tụi Katie bán luôn cái chai nước sốt, cho nên là lúc đó là có nhiều bạn hỏi ồ tại sao giới thiệu cái này 20 đô mà cái set kia là 25 đô, tại vì trong đó là có chai nước sốt. Cái đó là mình mua một số ít để dành cho bạn nào mà muốn ăn rong nho, thử rong nho thì có thể thử. Nhưng mà Katie từ nào giờ chỉ chia sẻ cái nhãn hiệu này thôi, chưa có chia sẻ cái những cái hãng nhãn hiệu khác, cho nên là hy vọng các bạn hiểu rõ nha, là khi chị chỉ chia sẻ cái loại này, bán cái loại này từ nào giờ nè, rất là ngon. Đây các bạn ơi, đây mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn thấy cái cánh hồi không, cái cánh hoa hồi nè, nó rất là đẹp luôn, phải nói là chất lượng. Bạn mà có thể, nếu mà bạn nào mà muốn mua ở ngoài chợ đi về, bạn nhìn thấy cái cánh hoa hồi nó không đẹp giống như vậy đâu, nên là mình bảo đảm. Mà cái cánh hoa hồi này là không có lấy tinh dầu ra. Bạn nào biết rồi đó, cái tinh dầu của hoa hồi là để làm gì biết không? Để trị cảm cúm đó các bạn. Đó, cho nên là ở bên Trung Quốc á, người ta thu mua hết tất cả những cái cánh hoa hồi của mình ở bên Lạng Sơn á, là người ta đa số người ta thu mua hết rồi. Cho nên là bà bán phở cũng may là có hợp đồng với lại một số người dân á các bạn, cho nên là còn giữ lại được. Tại vì người ta mua về người ta chiết hết sức tinh dầu, sau đó cái cánh hoa hồi nó xấu lắm, người ta mới tẩm lại cái hương để mà bán ra thị trường, rất là giá rất là rẻ. Còn ở bên tiệm của Katie là không có làm như vậy, làm ở trong đây vẫn còn cái tinh dầu nha các bạn, cho nên ăn rất là thơm và ngon. Thì một hộp như thế này Katie không có định chia sẻ này, tại này không có số lượng, còn ít lắm. Một hộp như thế này có 13 đô thôi, 200g, mà nấu ăn rất là đã luôn, ngon lắm các bạn ơi. Cái này là mình bảo đảm mình với các bạn là các bạn ngửi xong các bạn ghiền luôn. Bạn của mình mua lần chục hộp như thế này để dành ăn luôn á. Túi phở cũng vậy, túi phở mỗi lần bạn mình mua là mấy chục bịch. Kể đến mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Saffron. Có nhiều bạn là bị mất ngủ, trong đó có Katie. Có một năm mình bị mất ngủ các bạn,
Đó là qua thời gian dịch đó, ai cũng biết phải không, mình có no chia tâm sự vài lần là mình bị mất ngủ triền miên. Mình nằm xuống mà mình ngủ không được, mặc dù con mắt mình rất là đau, nhức lắm. Nhưng mà sau khi mình thí nghiệm được khoảng 2 tháng mấy nay rồi mình mới dám chia sẻ. Mình sẽ làm một cái video nói rõ về cái phần này như thế nào nha. Nhưng mà hôm nay mình chỉ chia sẻ sơ với các bạn là ở tiệm cũng có bán saffron, mà saffron này là loại 1. Khi Thi không có lấy loại 2, nó có loại 2, loại 3, loại 4. Nhưng mà khi Thi lấy loại 1, loại nhất luôn, thì cái này cũng là xuất xứ của Iran nha. Có nhiều loại bạn thấy trong thị trường là từ Spain hay là những nước khác, Afghanistan. Nhưng mà của cái hoa nhụy hoa nghệ tây này ai cũng biết phải không ạ? Nó rất là tốt cho sức khỏe là gì? Trong đó mà cái thí nghiệm mà thấy nó tốt nhất đó là chị chứng mất ngủ. Mình bị mất ngủ cả năm nay cho nên là mình thí nghiệm các bạn. Khi mà mình thí nghiệm được, mình thấy mình ngủ được. Mỗi lần mình uống này vô á thì mình sẽ uống, mình ngủ được khoảng chừng 8 tới 10 tiếng. Còn nếu mà lúc trước mà khi mà mình chưa uống này á, mình ngủ ngày có 4 5 tiếng thôi, cho nên rất rất là mệt. Cả cơ thể rất là mệt mỏi. Các bạn có thể nhìn thấy cái logo này và vô đây để biết về cái sản phẩm người ta có trên thị trường bao nhiêu năm nay và có FDA approve luôn. Đó, thì bạn nào mà giống như có cha mẹ hay là bị mất ngủ, thiếu ngủ hay là muốn cho sức khỏe tốt cho sức khỏe thì uống thử cái này. Có 25 đô cho 1 gram này thôi. Cho nên bạn có thể thử mà uống lâu lắm, 1 gram này uống lâu lắm nha các bạn. Đó, thì tụi thi cũng có thể có ship cái này luôn nè cho các bạn nè. Thường thường tiệm của khi thi bán á, là người ta mua cái này giống như là người ta mua về tặng cho đám cưới, những nơi mà người ta làm đám cưới người ta hay tặng một cái món quà gì lễ nghĩa về cho bạn bè, là người ta mua này nhiều lắm các bạn ơi. Mình thấy người ta cũng mua này tặng cho cha mẹ đồ nè hay là bạn bè đó. Mình thấy cái quà này cũng có rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà khi thi nói rồi, khi thi phải thí nghiệm xong khi thi mới dám chia sẻ với các bạn. Và mình thử ví dụ như mà mình không uống cái này đi, đôi lúc mình bị mất ngủ nhưng mà khi mình uống thì mình ngủ được. Đó, mình thí nghiệm cũng được 2 tháng mấy nay, hôm nay mình mới dám chia sẻ đây nè. Sẵn đây cho Katie xin chia sẻ luôn là thông báo là có nước sốt bò lúc lắc rồi nha các bạn. Sốt bò lúc lắc là mình có thể làm bò lúc lắc nè, gà lúc lắc, đậu hũ lúc lắc hay là những món như phở áp chảo đồ đó, rất là ngon luôn. Hay là xào mì. Kế đến là nước sốt xào 100 món cũng có hàng trở lại rồi. Nước sốt xào 100 món làm mì xào tôm hùm nè. Trời ơi, rất là ngon luôn. Hay là bạn muốn xào với lại nghêu xào lá quế, tức là bạn muốn xào món gì bạn lấy ra bằng nước sốt 100 món này xào cũng đều ngon hết trơn hết. Tất cả rau củ quả bạn muốn xào là dùng cái nước sốt xào 100 món này nè các bạn. Pha sẵn hết trơn rồi cho nên là bạn làm rất là nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Kế đến là cái món XO sốt rất là nổi tiếng, gọi là món XO sốt thần thánh, cũng đã có hàng trở lại rồi nha các bạn. Cái món này là làm mì xào tôm hùm XO sauce hay là cơm chiên XO sauce, hay là mình nướng với sò điệp ăn rất là ngon luôn, hay là ăn không chan lên cơm rồi mình cho dưa leo lên mình ăn chung cũng được nữa, nhanh tiện dụng. Nước sốt XO sauce này nếu như bạn tìm hiểu thì Katie đã có chia sẻ cái cách làm rồi, nhưng mà dành cho bạn nào mà không có muốn lại vào bếp á, thì có thể order luôn. Món ngon huyền thoại của Hồng Kông á, các bạn ngày xưa á. Cho nên là Katie thích quá và nhiều bạn yêu cầu quá cho nên Katie mới làm cái món này để mà giới thiệu với các bạn gần xa. Và các bạn ơi, từ nào giờ Katie không bao giờ kêu gọi gây quỹ hết trơn á, Katie không có làm đó tại Katie rất là ngại. Nhưng mà cái này là Katie muốn chia sẻ là nó là bình đun sôi rất là nhanh, gọi là bình đun sôi cấp tốc. Hai cái đều bằng nhau là 1.7 lít nha. Thì hai cái đều bằng giá là 38 đô free ship, chỉ có hai cái này là được free ship. Free ship xong còn được tặng một túi trà to như thế này, 5 đô free luôn các bạn. Thì cái túi trà này mình sẽ để vô trong đây, trong cái bình trà lúc mà mình ship nha các bạn. Đó, như thế này. Thì các bạn biết không, mình tâm sự cái này để cho các bạn hiểu là tụi Katie làm này là không có lợi nhuận. Tức là cái tiền này tụi Katie gửi về cho bà bán phở chứ không có qua một cái trung gian nào hết, không có qua một cái tổ chức nào hết, mà là bà bán phở mới nấu phở, nấu bún bò Huế đến những cái nơi mà người ta đang cần sự giúp đỡ các bạn. Đó là bà bán phở làm như vậy, tụi Katie là hợp tác với bà bán phở để làm, có lên báo luôn á các bạn. Cho nên là
cái tiền này mỗi bình mình bán vậy là cái tiền đó là đem về Việt Nam, gửi về Việt Nam cho bà bán phở, mặc dù là tụi KT chưa có bán được với số lượng mà tụi KT mong muốn. Lúc đầu là muốn bán được 500 bình, là nhân cho 5 đô là được 2.500 gửi về cho bà bán phở, nhưng mà chưa bán được 500 bình vẫn gửi về cho bà bán phở luôn. Thương lắm, nhưng mà cũng cũng muốn làm cái gì đó để giúp cho Việt Nam. Thì các bạn ơi, bạn nào mà nhà không có cái bình đun sôi này mà bạn cần thì có thể mua ủng hộ cho Sài Gòn, cho Việt Nam, và giống như là ủng hộ cho KT á, tại KT lấy cái này về bán bán không lời, bán để cố tình để mình làm cái gì đó, mình làm cái gì đó để mình, tại mình thấy thương quá đó, các bạn đó. Thì các bạn gọi vào nha, gọi vào mua để ủng hộ Sài Gòn mà ủng hộ cho KT nữa các bạn ơi. Thì cái loại này á, thì nó trong nè, các bạn thấy không, nó trong veo à, khi mà đun sôi lên á mình thấy nó sôi sôi ở trong thì thấy nó dễ thương, thấy thích. Còn cái này là loại bằng inox đó, bằng inox là như vậy. Bạn thích loại nào thì gọi vào, tiệm sẽ ship cho các bạn free, miễn phí nha, chỉ có hai cái này được free thôi nha các bạn. Bây giờ mình nói về mặt hàng ship, thí dụ như hiện tại là có promotion là mua 100 đô sẽ được tặng một cái túi này, cái bịch bánh tráng nếp này để ăn với kẹo mạch nha. Thì kẹo mạch nha các bạn nào đã mua rồi á, mà thiếu bánh tráng thì mình mua tới em về để mình được tặng cái bịch này, mình nướng lên mình ăn rất là ngon các bạn ơi. Cho kẹo mạch nha hay là cho dừa lên ăn ghiền luôn á. Thì cái tiền ship á, mình thí dụ nha, là cái thùng này đi, thùng này của USPS không phải của tụi KT, tức là bạn trả tiền ship làm sao là cái tiền đó là của USPS đó các bạn. Thí dụ cái thùng này là 16 đô, cái thùng medium thì bạn mà mua khô dịp dẹp á, mình làm mấy cái thùng này, hay là mua túi gia vị phở thì mình làm mấy cái thùng này được, mình bỏ đi vô đây mình nhét đầy hết là 16 đô. Còn nếu mà bạn mua mắm thì mình sẽ dùng cái đây, cái thùng vuông vuông như thế này đó. Thì bây giờ mình cho các bạn xem, mình bỏ mắm vô đây để cho các bạn xem là mình chứa được bao nhiêu. Cái thùng này cũng size medium 16 đô, bạn mua nhiều thì mình dùng size to là size large, hay là mua ít hơn thì mình dùng size nhỏ hơn. Những cái tiền này là tiền ship này là của USPS không phải của tiệm đâu nha các bạn. Tất cả thông tin các bạn thấy của tiệm, thí dụ như số phone, địa chỉ là ở trên màn hình. Bạn có thể gọi vào hay là nhắn tin vào, thì tôi sẽ để trên màn hình này hay là ở dưới phần mô tả ở dưới video thì bạn sẽ thấy tất cả những thông tin luôn. Nếu gọi không được thì cứ nhắn tin giùm cho KT nha. Các bạn ơi, thì theo KT đã nói rồi, chia sẻ rồi đó, tất cả các loại mắm và khô tụi KT lấy hàng tuần ship từ bên Việt Nam qua, cho nên là không có mua một số lượng quá nhiều để tồn kho. Bạn nào mà mua mà gọi trễ mà hết rồi đó thì không có sao á, đừng có lo. Mỗi tuần tụi KT sẽ đem về hàng mới, cho nên là tụi KT sẽ lấy pre-order, nghĩa là bạn gọi vào mà nó hết rồi thì mình sẽ lấy thông tin của bạn rồi mới lấy thêm hàng về tuần sau, một mặt hàng mới gửi cho các bạn. Như vậy là hàng của mình lúc nào nó cũng tươi, nó cũng tươi mới vậy, rất là ngon luôn. Cho nên ăn á, mình cảm thấy là nó an toàn. Và các bạn ơi, video tới đây cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu như thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha.